Wow, cây nó bự non chèo ha. quá đường non luôn. Vậy bà ông xã mình đòi cứ cắt hoài các bạn, cái này chưa cắt được đâu, tại vì nó mình phải để cho nó lên cao chút xíu thì nó có nhiều cái nhánh, cái tược á, mai mốt thì nó sẽ ra cái tược từ cái nách lá của nó ha. Với lại trồng ở mé bên đây nè các bạn, ở bên đây thì nó rất là nắng, nó rất là nhiều. Còn ở bên đây á, tại vì nó gần cho cái hàng Rào rào nữa, cho nên trời nắng nó bị che ha. bờ thì nó không có nắng thì cho nên nó không có cái màu xanh nè, các bạn thấy không, màu vàng á, thiếu nắng. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi trồng mấy cái cây này xuống các bạn. Hôm bữa mới thu hoạch mấy cái rau cải xong á, đất còn trống cho nên mình trồng một ít ha. Thì có nhiều bạn yêu cầu mình trồng ớt chuông. Hôm nay thì mình mua ba cây ớt chuông luôn, ba màu. Cái này màu đỏ. Ớt chuông là tại vì nó giống cái chuông phải Ừ, chắc cũng hơi giống giống á. không? Màu vàng các bạn. Ba Và loại màu ha. xanh. Mấy năm trước thì mình có trồng cái loại màu xanh này rồi, cũng trái nhiều lắm nhưng mà trái không có bự, nhỏ nhỏ ha. Thì năm nay thì thôi các bạn yêu cầu thì mình mua ba màu mình trồng thử luôn để coi nó có trái không nha các bạn. Thì mình mới thu hoạch ba cái củ cải đỏ thì có chỗ trống đây. Thì ba cây mình tính trồng vô đây ha anh Cái ớt chuông này mình ăn sống cũng ngon không? Dạ, với lại mình xào các bạn, mình thích ăn xào đó Xào thì với thịt nó có bò cái cũng mùi ngon thơm mà lại ha. nó không có bị cay. Mình đặc biệt là không có ăn được ớt cho nên là cái ớt chuông này thì mình ok ha. Với lại cái màu nó làm đẹp á. Đủ thứ màu hết mà mình xào vô cái dĩa đồ ăn mình cũng rực rỡ luôn không? Dạ, thì ở đây á, thì mình có hai cái dĩa mồng tơi nữa nè các bạn. Tại nãy đi thấy mồng tơi ngon quá thôi mình mua hai dĩa. Tại vì mình tính dời qua ở bên kia đó, của trong nhà kính á, thì mình mua để mình trồng thêm luôn ha. Và Ok. một ít cải tà sậy. Lại cải tà sậy các bạn, tức quá trồng hoài mà nó không đúng cho nên mình tức quá mình mua hoài mình trồng hoài luôn. Tại vì ở nhà mình rất là thích cái cải tài sĩ làm chua Dạ, với lại tại vì cái đó ăn được cái mùa đông đó các bạn cho nên không? là mình thích trồng nó lắm mà mình cứ mua lộn hoài. Lần đầu tiên thì ông xã mình mua đúng nhưng mà lại thu hoạch sớm quá thì nó cũng không có cái nòng bự ha, cho nên cũng hơi bị thất vọng chút xíu. Và lần thứ hai thì bị loại bị lai thì trồng nó cũng cũng giống cả tà sậy nhưng mà nó cũng không bự các bạn, nhưng mà cũng làm chua được rất là ngon ha. Hy vọng lần này là giống lần thứ nhất hơn, mình trồng nó lâu lâu chút cái cây nó bự lên lên hơn. Và cái này dứt quyết là không có đầu thu hoạch nha. À, Ngoài cái là này màu xanh các bạn. ba loại ớt vàng đỏ xanh Dạ, trồng trồng ngay cái chỗ này. một hàng như thế này không? Wow, và năm nay cái vườn của nhà mình nó đủ thứ hết không? Đa dạng luôn. Nè. Đó, tại vì cái cây ấy của mình ấy anh em trồng đây ha. Xích vô một chút em. Cho hả? Ở nhà mình thì hai vợ chồng mình cũng rất là thích trồng cây, trồng vườn không, rất là thư giãn. Dạ thì nói chung á, là trồng thì nói chung cũng cực, các bạn phải chăm sóc và phải nhổ cỏ và phải tưới nữa. Nhưng mà được cái khi mình thấy nó lớn á, mỗi ngày đó thì mình thấy vui. Với là khi mình thu hoạch đó thì có rau cải để ăn luôn ha. Mà rau sạch các bạn, mà lại mình trồng nhà ăn rất ngọt và ngon chứ không giống như mình mua ngoài chợ ha. Đúng rồi các bạn. Với lại mình trồng như vậy cái mình với lại mình có cái sở thích là làm YouTube nữa, cho nên đăng lên trên cho các bạn xem luôn ha, chia sẻ Dạ. với các bạn. Thì bây giờ mình vô trong nhà kính của mình để trồng mấy cái rau này hả các bạn? Thì cái này thì mình hai vợ chồng mình cũng thu hoạch cái rau cải tà sậy rồi các bạn. Thì ông xã mình nhổ cỏ với làm lớp cho nó tơi xốp lại rồi ha. Đây các bạn. Thì mình dự định là sẽ dời cái rau mồng tơi từ đây qua bên đây. Tại vì ở bên đây là cái đất nó rất là ẩm các bạn, cho nên mình trồng mình thấy nó không có phát triển dữ á, cho nên mình sẽ dời qua cái đất mà nó tươi xốp, nó khô ráo một chút không, cho nên mình trồng ở đây mình hy vọng nó sẽ phát triển rất là nhanh. Còn mấy chỗ nào mà nó ẩm ướt á, mình trồng những cái loại rau ẩm ướt, chịu ẩm ướt được. Dạ thì tại vì mình muốn trồng cho nó đặc hơn chút xíu thì mình mua thêm hai dĩ nữa các bạn. Với lại bà xã mình với mình á, cũng rất là thích mồng tơi không? Dạ mình thích ăn mồng tơi nấu canh luôn ha, luộc rồi lắm các bạn ơi. Lúc ở Việt Nam cũng vậy ha, mình hay nấu canh mồng tơi với lại mướp với lại rau dền anh ha. Mà sao không thấy bán rau dền anh ha? Có rau dền thì mình có thể mình đi ra ngoài mình bứng vô mình trồng. Để ở đây Canada này rất là nhiều rau dền mộc quang các bạn. Dạ thì mình ở trong mấy cái vườn mà người ta trồng blueberry đó các bạn thì có nhiều cái rau dền lắm. Mồng tơi này mà mình luộc á, mình chấm với nước tương luôn, anh ăn hoài luôn cũng không ngán.
à, nước tương bỏ xíu chao ha, à, và cháy luôn các bạn. Hơi xa không anh hả? Được rồi, tại vì cái à, lá nó mai mốt bọn tôi mà trồng tốt, cái lá nó bự lắm. Bên kia của mình tốt quá rồi kìa. Cái cọng, cái đùi, cái thân nó mập cũng như như anh vậy đó. Quá bự ha, quá bự. Nó mập mập không à. Cái này trồng sát đây cái được không? À, hà tiện luôn đi. Chắc được mà. Hà tiện đất các bạn ơi. Đừng có sát cái cây quá em. Ok, sát cái đây ha. Ừ, cho nó có đất á. Ok. Một hàng. Được một hàng rồi, thì bây giờ á thì mình phải bứng các bạn đây được không? Chừng một gian được rồi ạ. À. Dạ. Thì mình sẽ bứng bên kia qua bên đây các bạn. Ừ. Và bên đó mình dự định sẽ trồng cải lạng luôn hả anh hay sao? Ừ, cái đó thì mình sẽ trồng cần nước ở bạn. Ok. Thì mai mốt phải dời cần nước nữa hả? Ừ. Ây da, ông xã mình tức cạo tạo công ăn việc làm cho mình á. Để mình qua bên kia mình bứng cái mồng tơi ha. Còn mồng tơi cái lá bự quá rồi kìa. Lá bự rồi các bạn, cho nên mình sẽ bứng rất là nhiều đất đi cùng với nó ha. Để cho nó không có bị cũng như là nó sót á, bị sót á. Bị hư á. Bị sót á. À. Bị hư rễ đó nè các bạn. Ừ. Thì tại vì mình cũng mới trồng độ khoảng... 2 tuần anh ha, à. Thì cho nên là cái rễ cũng không bự lắm các bạn, ừ. Cho nên mình bứng hết, cũng hơi cực chút xíu nhưng mà hơi kệ đi. Đó. Như vậy đó, cho nên nó sẽ không bị bị sốc rồi mình trồng xuống nó vẫn đây ha, à, vẫn lớn lên bình thường ha. Oh, sorry. Rồi. Oh, trời nó non đỡ, ấy cái nó gãy các bạn, ủng quá. Được chưa? Dạ, sát vô chút em cái anh trà hình như cái đó nó rộng. Ờ, à, chỗ đó được rồi. Đây cho ha. Nó ngay bên kia. Xích xích vô trong cái cây bên này chút. Đây ha. Ừ. Là mình đào có lỗ sẵn đi. Khi mình bứng vậy nó không có bị để xuống, nó bị lọt cái đất ra, nó hư rễ các bạn. Đó. Đấy. Nè. Wow, trời rễ luôn nè ông xã. Ừ. À. Bứng qua bứng lại. Hy vọng lần này sẽ không bứng lần nữa. Wow, ngay ngắn đẹp quá ha. Còn cây cuối cùng một tơi nữa các bạn. À. Bứng qua hết rồi ha. Bứng qua hết rồi. Mình bứng cái miếng đất nó bự bự xíu ra, chạy nghĩ chắc nó cũng không có bị ảnh hưởng gì tới cây đâu. Ừ, ha. Hy vọng nó là vậy ha. Ừ, mình nói nó cũng mới bắt đầu bén rễ ha. Ừ. Thật ra cũng ok. Em đổ mấy cái đó cho nó. Rồi. Mình định là trồng hai cái tài sĩ ở đây luôn ha, hai hàng. Wow. Thì nó hơi bị dơ tại vì nó dính đất mình bứng đó các bạn. Nhưng mà chút mình tưới thì cho nó sạch đi cái trên cái lá ha. À, cái đó không sao đâu. Ok, thì bây giờ thôi mình trồng cái tài sĩ ở đây luôn, mình có hai dĩ. Ok, cái này mình trồng thưa thưa ra ha, hai hàng được rồi. Ok, cái bây lần này mình trồng nó rộng rộng ra vậy ha các bạn. Cho nó bự cây á. Ừ. Tại cái cây này rất là to luôn. Em trồng cái cây mới trồng em đẩy nó vô ra ngoài một chút em. Ngoài đâu? Ở ngoài, vô trong mé ngoài á. Cây cà hả? No, ngoài xanh đây. Ừ. Đây, đây. Ừ, ngoài đó đó. Ok. Rồi. Mình trồng được hàng rồi các bạn. Ừ. Còn hàng nữa thôi. Đó. Tại vì nó hơi nhỏ đó. Ra mình khi mình lấy ra khỏi cái dĩ á. Đất nó lọt rồi, nó chưa có nhiều rễ đó, sợ nó chết ra hơi anh, lâu. Anh nghĩ đúng ra thì mình trồng một hàng 5 cây là nó là nó vừa luôn á em. Ừ, nhưng mà nó dư 2 cây là làm sao? Ừ, cho nên mình trồng nó hơi chật chật cái bề đó, bề ngang không? Ủa, sao cái này nó thiếu 1 cây ông xã ơi? Rồi. Vậy trồng cái đó thưa thưa ra đi. Vậy không ngay sao? Thì bề nào nó cũng không ngay vậy, ở trong đó mà em nhổ cái cây đó ra. Ok. Cây ớt á. Ừ. Để mai mốt mình có thể trồng thêm cái cây ớt hay gì trong đó hả? Ừ. Hồi nãy lấy mà mình không để ý các bạn. Cái này như anh lấy phải không? Cái này anh đâu lấy, em lấy á chứ. Anh lấy, anh đếm kỹ lắm. Cái cây nào nó dư thôi anh mới lấy. Còn cây nào đủ anh cũng không lấy nữa. À, cái này là bị thiếu luôn nè, mới ghê chứ. Ừ. Em lấy em không coi, nó thiếu. Thì em lựa cái nào lớn thôi, em đâu để ý là mấy cây đâu. Ây da.
Đây nè, nó ngẫu nhiên đó các bạn, nó hơi bị yếu á. Nhưng mà nhỏ nhỏ vậy khi mà nó trồng nó bén rễ đó thì sâu sâu nó chút phát triển ha, nhanh lắm. em trồng sâu sâu chút, cái em bóp đất là cho nó cứng à. Ừ. Và khi mình tưới nó nghiêng ngả phải không? Ừ. Rồi em nhổ cái cây đó lên ha, mai mốt mình kiếm cái cây nhỏ nhỏ mình trồng ra được. Nói chung là xã mình không có chừa cái chỗ trống nào ở trong đây đâu các bạn, thành ra nó để vậy chứ nó cũng không trống được đâu. Mai mốt phải không Ừ. anh kiếm gì cái Mà hồi đó giờ anh trồng vậy không? Anh trồng hồi đó mà chưa có nhà kính, anh trồng phải lội vô. chứ Lội lội vô mà không có chỗ đặt chân xuống á các bạn. chứ bạn là tiến từ miếng đất đó các bạn. Nhưng trên giấy mà anh trồng nó đủ thứ đồ hết, đủ cái Và loại hồi rau xưa hết. mà chưa có cái vụ mà làm YouTube này đó thì đa số là ông xã mình làm vườn, mình không có làm đâu, mình chỉ ra hái những cái rau cải gì mình cần ăn thì mình ra mình hái thôi, còn làm cỏ ha, trồng rau rồi thì ảnh tự lo hết. Nhưng bây giờ có cái vụ YouTube này thì ảnh cứ bắt mình trồng rồi ảnh cứ quay phim. Ừ, phải vậy, giao cái việc nặng nhọc này cho mình đó các bạn ơi, Lên chức lên chức thành đạo diễn phải không? xong rồi phải không em, À, xong mệt rồi không? mệt Rồi vậy tối anh đấm bóp cho. thế à, thì anh tưới nó đi. Xong rồi không? À, xong rồi các bạn thì hôm nay Wow, đẹp quá ha, ngay ngắn luôn. à, Bữa nay thấy bà xã trồng mới ngay ngắn một bữa thế, lúc nào cũng ngay bộ mà, nhưng mà nhờ ông đạo diễn thôi chứ mà hơi dơ dáy một chút các bạn. để cho chắc mình tưới thì nó sạch lắm, tại vì mình bứng nó dơ chứ mình trồng thì thấy ông ấy trồng sạch sẽ ha. Thì coi như hôm nay vợ chồng mình trồng được mấy cây ớt chuông ngoài kia, à, về được cái mớt mớ mồng tơi qua đây và trồng thêm á các bạn, như thế là rất là vừa ý bữa nay luôn á. Xong rồi trồng một ít cải xà sậy, mà mong lần kỳ này trồng đúng cải xà sậy. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình ha, nếu các bạn thích xin bấm like đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại, xin chào, Bye 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 các bạn. bye.